Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong Thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Đồng Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Vậy, tướng đàn ông như thế nào sẽ là người thành đạt, tài lộc tấn tới, sự nghiệp hanh thông? Xin mời quý anh chị theo dõi video dưới đây để biết được chi tiết. Thứ nhất, đó là lông mày gọn gàng, ngay ngắn. Xem tướng người đàn ông có dáng lông mày gọn gàng, ngay ngắn là người tốt tính, chu toàn mọi việc. Người này thường có chí hướng và làm việc gì ra việc nấy, họ không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Đàn ông có tướng lông mày này là người vô cùng có trách nhiệm với gia đình, giàu có, sung túc về sau. Nói về tình duyên, đầy đích thị là người chung thủy, hết lòng vì người mình yêu. Họ đã chọn thì không thay lòng. Và dù tình yêu có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn, sẽ luôn nhường nhịn đối phương. Nếu người đàn ông sở hữu lông mày mọc đều thuận, vừa vặn với đôi mắt, thì thường đây là kiểu người đàn ông có tính cách hiền lành, tốt bụng, thông minh và tình nghĩa. Trong hôn nhân, người đàn ông này luôn đặt mình vào vị trí của vợ để suy nghĩ và là chỗ dựa vững chắc của vợ. Những người đàn ông có chân mày như thế này thường sẽ thành công trong sự nghiệp nên sẽ giúp cho cuộc sống của người vợ tốt hơn rất nhiều. Ấn đường hồng hào, rộng. Ấn đường là khoảng cách giữa hai lông mày. Vị trí này đại diện cho khí chất của một người, đặc biệt là đàn ông. Đây cũng là vị trí thể hiện cung mệnh trên khuôn mặt, đại diện cho số mệnh tốt xấu, tính cách lành dữ của người đó. Theo nhân tướng học, người đàn ông có ấn đường rộng rãi, bằng phẳng, hồng hào, trơn nhuận là người không chỉ có đầu óc thông tuệ mà còn rất kiên trì, có ý chí, làm việc cẩn trọng, gọn gàng, quan hệ xã giao khéo léo, chân thật. Đối với công việc, người này thẳng thắn, chỉn chu, trách nhiệm. Vậy nên, chọn người đàn ông có tướng này để làm ăn cũng dễ dàng thành công hơn. Tương lai của người này rộng mở, có tiền đồ. Đối với chuyện tình cảm, người này thường có tính cách thật thà, trung thủy, son sắt, đã yêu thì hết mình hết dạ, họ không dễ dàng thay đổi, luôn biết cách chăm lo cho gia đình của mình. Ngược lại, ấn đường nổi gân xanh, tăm tối, nhăn nhó thì phải hết sức thận trọng. Đây có thể là người không coi trọng chữ tín, không mang tình người, chỉ nói tới nguyên tắc và lý trí. Họ không dễ dàng bị thuyết phục bởi tình cảm, vì với họ, chuyện tình cảm không thực sự quan trọng bằng lợi ích. Cằm đầy đặn. Theo nhân tướng học, người đàn ông có cằm đầy đặn thường thuộc kiểu người thông minh, hiền lành, bình dị và hòa đồng. Vận mệnh của người này nếu không giàu thì cũng là người có địa vị, quyền lực. Trong hôn nhân, họ là người sống rất tình nghĩa, trách nhiệm với gia đình, yêu chiều vợ con. Môi đầy, hàm răng đều. Người đàn ông có môi dày và hàm răng đều thường rất hiền lành, thật thà, điềm đạm và cẩn trọng. Khi lập gia đình, họ biết cách cùng vợ vun vén chăm lo cho tổ ấm. Không những thế, đây còn là đặc điểm của người đàn ông có tướng vượng thê, hỗ trợ vợ rất tốt trong cuộc sống lẫn công việc. Nhờ đó mà hôn nhân cũng êm đẹp hơn rất nhiều. Mũi cao thẳng. Chiếc mũi được coi là nơi giữ tiền tài. Người đàn ông có mũi cao thẳng thường luôn rất tích cực và nỗ lực trong công việc, có chí tiến thủ. Đối với hôn nhân, đây là mẫu đàn ông rất chiều chuộng vợ, luôn biết cách làm cho người bạn đời của mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Gò má cao đầy. Gò má cao đầy là tướng mạo của người đàn ông luôn hướng về gia đình. Họ sống rất có trách nhiệm, biết chăm lo và vun vén cho tổ ấm. Người phụ nữ nào may mắn mới có thể làm vợ của người đàn ông này, bởi họ luôn chấp nhận hy sinh cho người mình yêu thương, biết cách lắng nghe, thấu hiểu. Trán đầy, tóc thưa, mềm. Trán đầy là tướng mạo của người đàn ông thông minh, biết tính toán, rất khéo léo trong giao tiếp. Nhờ sở hữu tướng mệnh tốt mà họ cũng mang đến may mắn với người bên cạnh mình. Trong hôn nhân, người đàn ông này luôn chu toàn mọi việc và không bao giờ để vợ phải khổ sở vì tiền bạc hay là lo lắng về tài chính. Tai sát đầu. Người đàn ông có tướng mạo này dù có giàu có hay là đứng trên đỉnh cao danh vọng, họ cũng sẽ luôn trung thủy và yêu thương gia đình mình. Dù có phải làm việc bên cạnh với những người phụ nữ quyến rũ hơn thì trong lòng họ chỉ có vợ và con là nhất mà thôi. Nối tiếp chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát xin được chia sẻ với anh chị những tuổi khi mà có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay đó chính là mệnh chủ tuổi Thân. tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái, Tuế, Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với Chi năm, hơn nữa Thái, Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi, được Thái, Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi điều đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến, vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân, một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ mối địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh. Mặt tình cảm, trong cuộc sống có nhiều ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu, làm ấm hơn tình cảm trong gia đình, nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh. Nên với những bạn đơn thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp với Thái Tuế, rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm nay, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, bát bảo, tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp Thái Tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tí tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can Canh Kim sinh vượng, địa chi Tý Thủy là chính tài tinh lại hợp Thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của công chức, cho nên trong năm nay về tài lộc tương đối hanh thông, mệnh chủ chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình. Những công việc vụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều nhắc nhở là vào năm Canh Tí bị lưu niên thiên can tiết Thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên dễ mắc bệnh mãn tính hoặc có nguy cơ các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, khoảng 2 tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa sát. Mệnh chủ tuổi Sửu, tiến sang năm 2020, vận trình của mệnh chủ tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế Can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa tại tứ tài các tinh. thương quan, sinh thứ tải mà thái tuế tý và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tý và sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy năm Canh Tý mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình, có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của mệnh chủ tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi, ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với mệnh chủ tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất nên hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xỉm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được bình an, may mắn. Tuổi Tỵ. Luận tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm Tam Tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc. Thủy hỏa bất dung khiến thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham lam mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất trắc hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét thật kỹ, tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm việc làm thêm thu nhập sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng tất cả sẽ có một được khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Đặc biệt là từ kinh doanh buôn bán hàng chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ. Ngoài ra do năm nay tiểu hao và nguyên thần, còn gọi là đại hao, chiếu mệnh nên trong năm nay sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy Thất Tinh Bát Quái Trận Đồ treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận. Rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh, muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc là để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.